Theo thông tin ban đầu vào khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 11 tại khu vực phòng thư viện, phòng đọc, phòng y tế của trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh bất ngờ cháy lớn. Phát hiện vụ việc bảo vệ nhà trường nhanh chóng điện báo hiệu trưởng, đồng thời gọi 114 báo cháy. Thầy hiệu trưởng sau khi nhận được tin báo đã báo với lãnh đạo địa phương, sau đó tiến hành huy động lực lượng cùng với các lực lượng công an, dân quân cảnh sát phòng cháy chữa cháy dập lửa. Đến khoảng 1 giờ 15 phút rạng sáng 12 tháng 11, đám cháy cơ bản được khống chế, ghi nhận thiệt hại ban đầu từ phía nhà trường, vụ cháy gây hư hỏng 3 phòng với diện tích cháy khoảng 100 m2, toàn bộ sách, bàn ghế, hai dàn máy vi tính để bàn hai máy in cùng một số vật dụng khác trong ba phòng đều bị thiêu rụi nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ